Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em ra cái khu vực này em chơi, như là em quay em chia sẻ tất cả mọi người cái khu trung tâm mua sắm nổi tiếng bậc nhất của cái thành phố này nhé. Thì đây chính là Harrods nhé. Thì đây là một trong những khu mua sắm nổi tiếng nhất của cái thành phố cũng như của cả cái châu Âu rồi nhé. Thì em sẽ đi sang phía bên kia để em quay, như là em chia sẻ tất cả mọi người để cho xem phía bên ngoài kia họ bán những cái gì nhé. Và em chỉ được phép quay ở phía bên ngoài thôi nhé. Thì em sẽ mời tất cả mọi người đi sang bên đấy cùng em để xem bên đấy có bày bán những cái mặt hàng gì nhé. Mời tất cả mọi người nhé. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đang đứng ở phía sau của cái ngôi nhà nhé. Thì mình sẽ đi quay một vòng của cái khu vực phía ngoài này nhé, để cho mọi người xem nhé. Ở phía trong thì không quay được nên là mình sẽ quay ở những cái phía ngoài để xem có những cái mặt hàng gì nhé. Để cho như mọi người xem, như mọi người cảm nhận ở đây cái khu vực mua bán những cái hàng hiệu ở khu vực này nó như nào nhé. Phía sau này cũng là một cái cổng vào nhé. Thì cái khu vực này mỗi năm người ta trang trí một khác nhé, năm nay lại trang trí thêm một kiểu khác. Đây cũng là một trong những cái cửa vào nhé. Thì hiện tại bây giờ thì người ta đã đang đóng cửa rồi nhé. Là đẹp. Thank you.
Ở đây cuối năm thì cuối năm là người ta đón Noel cũng như là cái nhân dịp cuối năm cũng như là người ta đón Giáng sinh này, người ta thắp đèn rất là đẹp đấy. Cái cung đường nào cũng nhìn rất là phê. Đây là cái cửa chính nhé, đây là cái cửa to nhất này, cửa chính cũng được, cửa chính về hiện tại bây giờ người ta đóng cửa đấy nhé. Và đây có mấy lớp cửa nhé, đây. Đấy. Còn đây là cái phía ngoài đường lúc đầu tiên em quay nhé, thì em ra sẽ đi vòng đây nhé, thì phía dưới này người ta bán cú nhé. Đây là phía bên trong. Hiện tại bây giờ đóng cửa nhưng mọi người ra đây chơi vẫn còn cũng khá là đông nhé, bởi trên này đèn này rất là đẹp, và thì mỗi một năm là chỉ lên khoảng một tháng nhé, và cứ tầm khoảng 10 ngày nữa là người ta dỡ rồi, người ta tắt đèn đi nhé. À, cái phía dưới này thì là người ta bán túi đấy nhá, thì em ra sẽ quay lại một cái con đường mà nó khá là đẹp nhé, cho mọi người xem cũng như là để cảm nhận cái khu đường ở phía sau em nhé. Phía dưới này thì nó giống nhau đâu, bán túi đấy. Thì đây là trên cái trục đường để đi đến Hà Rột nhé, thì đây cũng là mùa cái cung đường để em đi về nhé, thì ở trên cái cung đường này còn rất là nhiều những cái ngôi nhà người ta trang trí rất là đẹp nhé, thì em sẽ quay thêm một chút ít nữa để cho mọi người xem, những người cảm nhận ở cái khu phố này nhé. Khu phố này rất là đẹp, đây, nhà rất là đẹp. Ở nhân dịp cuối năm thì ở trên bất kỳ một cái trục đường nào ở đây thì người ta trang trí đèn này rất là nhiều nhé. Và cái khu vực này là cái khu vực mua sắm sầm uất nhất của cái thành phố nên là người ta trang trí trên này. Đấy. Đấy là em đi xa cái phía đầu ngoài này cũng rất, và rất là nhiều những ngôi nhà nên người ta trang trí đẹp lắm.
Đây cũng là một trong những hai cái ngôi nhà mà đẹp nhất ở trên cái phố này nhá. Thì em sẽ đi quay cái khu vực này cho mọi người xem nhé. Đẹp. Ok, còn đây là một trong hai những cái ngôi nhà mà đẹp nhất trên cái cung đường này nhé. Thì cái video em thấy nó cũng khá là dài rồi, thì em cũng xin dừng cái video này ở đây nhé. Thì em hẹn tất cả mọi người ở những cái tập tiếp theo nhé. Thì cũng khá lâu rồi em không lên video, thì hôm nay em lên một vài cái để em chia sẻ tất cả mọi người nhé. Như là để làm cái tiện cho bản thân nhé. Nếu cô dì chú bác anh chị nào mà đi qua mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em với nhé. Đấy, xin hẹn chào và hẹn tất cả mọi người ở những tập sau nhé. Còn và chúc mọi người có một cái Giáng sinh an lành cũng như là một cái năm mới Giáng sinh mới nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người những tập sau nhé.